đó là gì ạ? Cách mở spa với vốn chỉ là 0 đồng. Thì cái case study ở đây á, đó là Cầm đã hướng dẫn một bạn mở spa không mất một đồng nào, và bạn đấy chuyển từ một cái lĩnh vực ngành nghề khác qua một lĩnh vực spa. Thì cái bài toán Cầm cũng rất là thích. Vì sao? Bởi vì nó liên quan đến sự thách thức. Thì em đấy là đi qua nhà mình, thì em đấy bảo câu như sau: và anh Cầm ơi, anh tư vấn cho em cái, tại vì em đang mở cái chuỗi về giày, em mở được mấy mấy cửa hàng giày, nhưng hiện tại dịch Covid em phải không có tiền để duy trì, mà bán hàng thì khó khăn, mà đến bây giờ em sắp vỡ nợ rồi, anh giúp em đi. Thì ngay khi mà bạn đấy nói xong thì Cầm bảo là anh sẽ không giúp em. Bởi vì sao anh không giúp em? Thứ nhất, em vẫn còn ô tô, em vẫn đi tới đây bằng nhà anh với chiếc ô tô của em. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà em bán chiếc ô tô này đi thì em tới thì anh sẽ dạy cho em. Thì sau khoảng một tháng sau thì bạn ấy vỡ nợ và phá sản thật. Thì bạn ấy bán chiếc ô tô của mình đi, và bạn ấy đến với mình với một chiếc xe Sirius của biển 37 Nghệ An. Bạn ấy bảo anh ơi, đến bây giờ em thất bại thật rồi và em lợ thật rồi, anh có công thức nào đó để mở spa được không? Em rất mong muốn mở spa. Thì mình mới bảo là tại sao mở spa? Tại vì em thấy mở spa rất nhiều tiền. Thì mình mới bảo là đấy là mày nghĩ thôi, nhưng mà thực tế mày có phải nhìn thấy không, đúng không ạ? Và sau đó thì Cầm đã chỉ cho bạn đấy một cái công thức để cho bạn ấy mở một spa với chi phí đó là 0 đồng. Mở spa với chi phí 0 đồng. Và gì nữa ạ? Và bạn ấy khai trương spa trong vòng bao nhiêu ạ? 7 ngày. Thế là Cầm đã biến một người bình thường, không có kỹ năng về nghề nghiệp, không có kỹ năng về spa, nhưng vẫn mở được một spa trong vòng 7 ngày và làm chủ cái spa đó và không mất một đồng nào. Không biết anh chị nào ở đây có đủ can đảm để nhận cái thách thức đấy không? Anh chị nào có mong muốn không? Ok. Thôi. Hello gái nhỉ? Hello. Ok, em tưởng anh chị đi ngủ mất cơ, không em phải gọi dậy cho người chết. Đó gì ạ? Cách mở spa vốn 0 đồng đây ấy, cách này em không khuyến nghị mọi người lên dùng. Trừ khi mọi người đâm vào bước đường cùng rồi, chủ lợ nó dí dao vào deep rồi, thì cái chiêu này em sẽ dành tặng cho anh chị để khi phòng trừ lúc đấy xảy ra anh chị sẽ mang ra dùng nó nhá. Chứ mình dùng cái này nó sẽ có hai mặt của nó cả, đúng không ạ? Hai mặt đây là gì ạ? Anh chị phải trả giá cho nó, một cái giá nó ghi rất là kín đáo. Trong cái trường hợp này thì sẽ dùng cho những trường hợp, một là trong những thời gian tới anh chị bị làm sao ạ? Bị dồn nén, bị mãi mãi không kiếm được tiền và mình bước đường cùng rồi thì mình phải bật lên, tại vì con mình không có tiền đóng học nữa thì mình phải vùng lên để mình kiếm tiền nhiều hơn. Cái cách làm của em như sau, đó là gì ạ? Em điều đầu tiên là ví dụ đây ạ, đây bạn ấy mở đấy ạ. Đấy thì cái ngày mà bạn ấy mời em đi sang ăn cái quán thịt nướng kia, lúc đấy là bắt đầu chúc rượu, nó bắt đầu thôi được rồi, mày ngồi im đây để tao sẽ dạy cho mày, một tuần nữa mày sẽ có một spa của mày và mày sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ spa này. Nó bảo thật thế không hả anh? Thật. Mày có tin tao không? Bảo em tin anh tuyệt đối. Ok, thế là xong cái câu thứ nhất. Và cái cách làm như sau. Thứ nhất là Cầm mới bảo là thế bây giờ mày giỏi nhất cái gì? Bảo anh Cầm ơi, em giỏi nhất mỗi bán hàng thôi, em chả biết giỏi nhất cái gì cả. Bảo ok, thế mày có uy tín không? Bảo em nghĩ là em có uy tín. Thế giờ lợ bao nhiêu? Dạ em lợ khoảng 4 tỷ ạ. Mình bảo thế mày sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 96 ạ. Ồ thế là đỉnh cao đấy, mày cũng lợ đỉnh cao đấy. Ok, thì tao hôm nay tao sẽ truyền thụ lại chân kinh cho mày. Cách làm như sau. Mày phải làm đúng, tại vì mày đã tin tao rồi thì mày phải đúng, làm đúng những cái gì tao bảo. Ok, và tao cam kết với mày, thứ nhất là tao sẽ không làm hại mày. Cái thứ hai nữa tao cũng không lợi dụng gì mày cả, tại vì mày giờ đang còn lợ rất nhiều tiền. Cái tiếp theo nữa là tao cũng chả được cái gì từ mày cả. Bây giờ chỉ được đúng một cái từ duy nhất, đó là nó gọi mình là anh thôi. Thì sau đó thì mình dạy cho nó cách làm như sau đó gì ạ? Cầm bạn mới bảo là mày hãy đọc đúng cái kịch bản này và anh xây cho mày kịch bản nó như sau. Đó là bạn ấy dùng bạn ấy, mình mới bảo là em hãy lập ra những cái danh sách của em là khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu là gì ạ? Người có thể là cho em vay tiền vô điều kiện. Thì lúc đầu nó lập ra thì mình thấy nó hoang mang quá anh chị ạ, tại vì nó vay hết rồi. Thì giờ không còn ai để nó vay tiền nữa cả. Thì bảo thế này, cách này không được rồi, mình phải chuyển cách khác thôi. Cách khác đây là gì ạ? Đó là Cầm mới bảo bạn ấy lên Facebook post như sau. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Đặng Quốc Âu. Và ngày hôm nay tôi không có tiền, tôi cũng không có tài chính. Nhưng tôi có một mục tiêu, tôi có một ước mơ. Đó là tôi mong muốn mở một cái spa như thế này. Và tôi đang cần những người đầu tư. Và tôi sẽ chia ra thành bao nhiêu ạ? Chia ra thành 10 gói đầu tư. Mỗi người chỉ cần đầu tư cho tôi 50 triệu mà thôi. Thì cho đến cuối năm tôi sẽ gửi lại cho anh chị cao hơn ngân hàng 1.5, cũng như là khoảng là
12 đến 15% tiền lợi nhuận đấy, là tiền lời ấy, là đó là tính cam kết của bạn đấy. Và cái tính đảm bảo của tôi đây là ai ạ? Đó, tôi có một người anh của tôi, đó là ông Cầm. Ông đấy sẽ là người chỉ bảo tôi làm spa. Nên là tôi viết cái statute này để mong ai đầu tư thì đầu tư cho tôi. Sau đó thì bạn ấy bốt. Thì sau đó điều gì xảy ra? Trong một tối bạn ấy có gần 1 tỷ, người lạ chuyển cho bạn ấy 1 tỷ. Đó là cái kết quả đầu tiên. Và nó điện, nó bảo: ui anh Cầm ơi, anh như một người anh sống của em ấy, em bây giờ có 1 tỷ trong túi rồi, bây giờ làm gì tiếp ở anh? Mình bảo tuyệt vời lắm em. Thế ai chuyển tiền cho em? Mình bảo toàn những người đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan hoặc bên kia, người ta chuyển cho tôi. Toàn những người mà chuyển cho họ là 50 triệu trên một người, cứ mỗi một gói bạn ấy chuyển cho bạn này là 50 triệu. Và chả cần ký tá gì cả, chả cần giấy tờ gì cả. Đấy, tất cả là chỉ bằng cái sự chân thành. Sự chân thành và có con số và bạn ấy biết bán cái gì. Tại vì trong cái nghệ thuật của mình ấy, có 5 cái để bán. Thì bạn ấy rất thông minh, đó là bạn ấy bán mình luôn. Đấy, là bán là mình là người dẫn đường cho bạn đấy ấy. Đấy, thì sau đó thì các nhà đầu tư chuyển cho bạn đấy mỗi người 50 triệu. Thì sau đó bạn ấy có tiền. Xong rồi bạn ấy mới điện bảo: anh ơi bây giờ làm gì bước số 2? Mình bảo: ok bước số 2 bây giờ anh phân tích cho mày. Mày không biết gì về spa, mày cũng không biết gì về dịch vụ, thì tốt nhất mày nên đi tìm who, ai có thể giúp được mày. Và who đây là cái gì ạ? Thứ nhất mày có hai cái người cần tìm. Người thứ nhất mày cần phải tìm ngay cho anh, đó gì ạ? Một người có kinh nghiệm về quản lý và setup. Thì cái người này mình tìm ở đâu? Nó mới hỏi mình bảo: anh ơi thế tìm nó ở đâu? Mình bảo: dễ lắm, rất dễ để tìm. Tìm ở đâu ạ? Thứ nhất ạ, đó là một là qua cái Facebook search, đó là Facebook tìm kiếm. Cái thứ hai đó là qua đâu ạ? Qua người giới thiệu. Cái thứ ba nữa qua đâu ạ? Qua chạy khoảng 500.000 tiền quảng cáo thôi. Là có rất nhiều hồ sơ người ta lộp cho bạn này. Sau khi mà bạn ấy làm theo ba cách này thì bạn ấy đã có rất nhiều các ứng viên tiềm năng biết hết setup, tất cả dịch vụ và đào tạo tất cả các quy trình cho bạn đó. Rồi thì bạn ấy bảo: anh ơi làm gì tiếp theo? Thì mình mới bảo là: em ơi bây giờ xong cái phần đó rồi thì hãy giao mục tiêu cho bạn này đi. Đó là gì ạ? Trong vòng 6 hôm có đầy đủ nhân viên ở tất cả các bộ phận và em đi làm việc khác. Việc khác đây gì ạ? Em đi tìm cho anh một bạn marketing có kinh nghiệm gì ạ? Chạy doanh thu là 1 tỷ trên 1 tháng. Đi tìm who đi. Đã tìm một bạn marketing nào đó, đã chạy được một cái spa nào đó đạt doanh thu 1 tỷ một tháng rồi. Đó là điều kiện kiên quyết. Đừng có hỏi là kinh nghiệm người ta bao nhiêu năm, đừng có hỏi người ta sinh năm bao nhiêu, và đừng có hỏi là người ta làm cách nào, đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như thế. Mà cái câu đi thẳng vấn đề nhất là gì ạ? Bạn đã chạy được một spa doanh thu là 1 tỷ hay chưa? Chi phí quảng cáo của bạn chiếm bao nhiêu phần trăm trên cái phần doanh thu này? Và bạn làm theo phương thức nào? Đúng không ạ? Và hãy trả cho họ cao hơn bên kia bao nhiêu ạ? 10% thu nhập. Và cái cách tiếp theo đó là gì ạ? Bạn ấy đi tìm. Và cuối cùng bạn ấy cũng tìm được một cái bạn marketing để làm cái việc này. Thì sau đó khi bạn ấy tuyển được hai người rồi thì đúng một tuần sau bạn ấy khai trương. Là bạn ấy đã đạt doanh thu là 50 triệu trong ngày đầu tiên luôn. Và bạn ấy hoạt động đến cơ sở bây giờ thì bạn ấy vẫn đang hoạt động đó và lợi nhuận của bạn ấy vẫn sinh ra ở cơ sở đó. Liên tục hàng ngày. Và sau đó thì mình mới bảo bạn ấy là: ok bây giờ là spa bắt đầu hoạt động rồi, thì nhiệm vụ của em bây giờ quay trở lại học bài 1. Bài 1 đây là gì ạ? Em phải đi gì ạ? Học về dịch vụ đi. Em phải đi phải học về gì ạ? Học về cái cách quản trị nhân viên đi. Và em phải học về cách khích lệ nhân viên đi. Đó là cái bài tập tiếp theo dành cho em. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì bạn ấy đều làm được những cái vấn đề như đó. Thì sau đó thì bạn ấy mất khoảng 2 tháng sau, bạn ấy mở ra một chuỗi ở các tuyến huyện ở tỉnh Đà Lạt. Và bạn ấy tập trung vào một cái từ khóa duy nhất. Đó là gì ạ? Thì bạn ấy phát hiện ra một điều, đó là tại vì có một cái nhân viên của Cầm thông báo cho bạn ấy biết một cái điều là gì ạ? Trước kia tôi làm ở Cay, tôi phát hiện ra ở tỉnh Đà Lạt có một huyện rất giàu có, mà cái huyện này chi trả cho Cay rất nhiều tiền một năm, nó lên tới là 18 tỷ trên một năm. Và tất cả 18 tỷ này nó liên quan tới một huyện duy nhất. Ví dụ như thế, thì khi mà bạn ấy biết được số liệu như thế thì bạn ấy bắt đầu là lên đấy bạn mới mở spa để phục vụ cho cái nhóm khách hàng đó một cái sản phẩm cụ thể và làm một dịch vụ duy nhất mà thôi. Và sau khi bạn ấy mở thì doanh số của bạn đấy đó là gì ạ? Trong vòng một tuần đầu tiên đạt cũng 350 triệu trên một tuần đầu tiên với cái phương thức làm như mình đã gợi ý cho tất cả các bạn đó. Và đây là vấn đề đây là gì ạ? Bạn đang tìm một cái cơ hội để kiếm tiền tốt hơn công việc cũ,
bạn đang có những cái ý tưởng không biết ai đưa tiền cho mình, bạn không muốn mở nhưng mà không muốn biết bắt đầu đầu tư tiền ở đâu cho nó đủ, đúng không ạ? Giải pháp đó là bán mà nhưng không bán trên mạng xã hội, và có mục tiêu tài chính đầu tư rõ ràng, làm theo mẫu kịch bản đã test thành công. Bạn phải chủ động, là có nhóm người chủ động. Và cách làm bán giá trị bản thân của bạn. Bán giá trị bản thân của bạn như thế nào? Một, bạn có giá trị như thế nào? Bạn có thể nhìn trên màn hình, bạn có thể biết rằng trong những cái điều mà cầm lêu ra đây ấy, bạn có bao nhiêu phần ở trong cái phần này. Ví dụ như là bạn có phải là một người có ý chí hay không? Bạn có phải là người có nghị lực? Bạn là người tử tế? Bạn là người thích giúp đỡ người khác? Bạn là người ham học hỏi? Bạn là người có khả năng thuyết trình tốt? Bạn là người làm việc chi tiết? Bạn là người có sự tập trung? Bạn có tính nhất quán? Hoặc là bạn có thương hiệu cá nhân? Bạn có sức học tập? Bạn có thành tựu? Bạn có xây dựng đội nhóm? Và bạn có người đồng hành hay không? Thì bạn phải chọn tích vào đó. Khi mà bạn tích được vào rồi ấy, thì Cầm sẽ hướng dẫn cho bạn sang cái bước số 2. Đó là bước gì ạ? Xác định cần tiền hoặc là cần người. Cần tiền hay cần người đây là gì ạ? Bạn cần bao nhiêu tiền để mở spa? Anh chị đây cần bao nhiêu tỷ? Anh chị đây cần, hoặc là anh chị cần người đồng hành không? Thì chúng ta phải nêu rõ ra cái vấn đề này. Thì đối với vấn đề của bạn kia ấy, thì Cầm bảo luôn là em đừng có cổ phần bất cứ một ai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có anh ở đây rồi. Có anh ở đây rồi thì em đỡ phải tìm người đồng hành. Còn nếu mà em đi cổ phần ấy, thì chắc chắn em sẽ rất khó làm. Thì cuối cùng là bạn ấy sở hữu cái spa của bạn ấy, 100% cổ phần của bạn ấy, mà bạn ấy chẳng mất đồng nào cả. Và bạn ấy được toàn quyền quyết định nhân viên tuyển dụng và đào tạo. Thì đó là cách bạn ấy làm. Và cái quan trọng với vấn đề số 2 đây ấy, đó là anh chị phải tìm hiểu, đó là anh chị cần tiền hay là anh chị cần người hay anh chị cần cả hai. Nếu mà chúng ta xác định nó, chúng ta cần cả hai, thì chúng ta xác định là chúng ta phải tạo ra một cái sân chơi, đó là chia cổ phần. Mà chia cổ phần ở đây á, là chia như thế nào để mình không có bị chán, chia như thế nào để mình tạo ra hiệu suất nó cao hơn. Thì đó là học cách chia. 3. Bạn chọn cái từ khóa gì để bán. Ví dụ như Cầm gợi ý đây, thứ nhất bạn có thể chọn là em vừa phát hiện ra một cái công thức trị mụn thần thánh mà không cần phải lặn mụn. Ví dụ như thế, bạn có một cái quy trình tài liệu bí mật ưu việt sản phẩm, giá trị tương lai của spa, giá trị hoặc tố chất của bản thân, đội ngũ nhân sự, người đồng hành, người dẫn đường và cố vấn, thì bạn chọn từ khóa gì để bán. Ví dụ như cái bạn Âu kia ấy, bạn ấy chọn cái giá trị đó gì ạ? Bạn ấy có người đồng hành, bạn bán cái người đồng hành. Chứ bạn ấy chả có cái bí quyết thành công nào cả, bạn cũng chả có quy trình, bạn cũng chả có cái giá trị theo kiểu đội ngũ nhân sự, tại vì nhân sự bạn ấy đang là không người, chả có ai cả. Bạn ấy chỉ bán mỗi câu khi mà khách hàng điện thoại tới. Anh thấy em bút status đó, em cần tiền à? Vâng, em đang cần tiền. Thế thì cái spa của em thì cái rủi ro của em như thế nào? Anh ơi, thì như thế này nhá. Thì khi mà spa của em làm ấy, thì hiện tại là em chưa làm spa bao giờ. Và em đang có một cái từ khóa khác biệt, đó là anh có người dẫn đường cùng với em, đó là anh Cầm. Anh đấy đã xây cái chuỗi như này như này, và anh có thể tham khảo. Và hiện tại là em được anh đấy làm cố vấn cho em. Đấy, thì anh đầu tư đây thì em cam kết với anh đó gì ạ? Em sẽ gửi cho anh lợi nhuận vào mỗi một năm, đó là gì ạ? Hơn ngân hàng khoảng một chút thôi. Thì như thế rồi người ta cũng ok. Bạn ấy cứ chia nhỏ ra từng gói 50 triệu thì người ta rất dễ để đầu tư cho bạn ấy. Thì cuối cùng là khách hàng chuyển tiền cho bạn ấy rất nhiều. Cái tiếp theo nữa là gì ạ? Các bạn có thể bán cái quy trình công nghệ của các bạn. Quy trình công nghệ của bạn là gì ạ? Ví dụ như bạn, bạn mất thời gian nghiên cứu rất nhiều thời gian, bạn tạo ra được một cái quy trình trị mụn chẳng hạn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay bạn đang post lên Facebook, bạn đang cần tiền. Tôi cần một người hợp tác mở spa cho tôi. Tôi cần khoảng là 800 triệu để mở một cái cửa tiệm về trị mụn chẳng hạn. Ví dụ như thế, thì ai cần đầu tư cùng với tôi liên hệ hợp tác với tôi. Ví dụ như thế, thì sau khi mà thiết kế được 10 câu xong rồi á, thì đến cái phần của các bạn thuyết trình.